Xin chào các anh chị giám sát viên, điều tra viên của 63 tỉnh, thành phố. Tôi là Đặng Thị Bích Hồng, chuyên viên của vụ hệ thống tài khoản quốc gia Tổng cục Thống kê. Sau đây, tôi xin giới thiệu với anh chị về phiếu thu thập thông tin, các đơn vị hành chính sự nghiệp hiệp hội trong điều tra, thu thập thông tin, lập bảng kiên đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021. Hy vọng phần trình bày của tôi sẽ giúp các anh chị có thể hiểu rõ hơn về nội dung và cách điều tra phiếu. Nội dung bài trình bày của tôi gồm 4 phần. Phần 1: Mục đích và đơn vị điều tra. Phần 2: Phạm vi điều tra. Phần 3: Nội dung và hướng dẫn ghi phiếu. Phần 4: Một số lưu ý trong quá trình kê khai phiếu. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu về mục đích của phiếu điều tra và đơn vị điều tra. Mục đích của phiếu số 03 nhằm thu thập thông tin về tổng thu, chi hoạt động và một số thông tin khác trong các cơ quan của Đảng, cơ quan hành chính, viện kiểm sát, tòa án nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội nhằm biên soạn hệ số chi phí trung gian và các hệ số tài khoản quốc gia khác theo ngành kinh tế cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, nhằm lập bảng nguồn và sử dụng bảng sút, bảng cân đối liên ngành IO, bảng IO cho Việt Nam. Đơn vị điều tra của phiếu 03 là cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước như các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, các sở ban ngành ở trung ương và địa phương như bộ kế hoạch và đầu tư ngân hàng nhà nước trung ương tỉnh sở tài chính tổng cục thống kê cục thống kê viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân các cấp cơ quan của đảng như văn phòng trung ương đảng đảng ủy khối các cơ quan trung ương văn phòng tỉnh ủy văn phòng huyện ủy các tổ chức chính trị xã hội như hội liên hiệp phụ nữ việt nam mặt trận tổ quốc việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam đơn vị sự nghiệp công lập như các trường học công, bệnh viện công, bệnh viện đa khoa các tỉnh, các đài truyền hình các tỉnh, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập như các trường học tư, bệnh viện tư, các loại hiệp hội như hội chữ thập đỏ, hội doanh nhân trẻ Việt Nam, hiệp hội dệt may Việt Nam, hiệp hội ngân hàng Việt Nam. Nội dung thứ hai là phạm vi điều tra của phiếu. Phiếu số 03 được điều tra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố. Kỳ số liệu thông tin thu thập cho năm 2019 theo danh mục 178 ngành sản phẩm IO. Phần tiếp theo là nội dung và hướng dẫn ghi phiếu. Phiếu số 03 được kết cấu gồm 2 phần chính. Phần thứ nhất thông tin định danh của đơn vị, kê khai các thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu, loại hình hoạt động, mã ngành sản phẩm chính của đơn vị. Phần thứ hai thông tin hoạt động của đơn vị kê khai các thông tin về thu hoạt động, chi hoạt động thường xuyên, thặng dư thâm hụt, trợ cấp, nộp ngân sách, ủng hộ, phúc lợi xã hội của đơn vị. Trong đó, mục chi hoạt động thường xuyên cần chi tiết theo 5 nhóm chi. Cụ thể: chi mua hàng hóa và dịch vụ, chi dịch vụ vận tải thuê ngoài chở hàng đi bán, chi cho người lao động, khấu hao, hao mòn tài sản cố định, chi trả lãi tiền vay ngân hàng. Đi vào phần đầu tiên của nội dung phiếu, ký hiệu là phần A chính là thông tin định danh. Một số thông tin đã được tự động điền trước trên cơ sở danh sách nền do cơ quan thống kê xây dựng bao gồm tên cơ quan đơn vị, địa chỉ và mã ngành sản phẩm chính. Đơn vị cần kiểm tra lại các thông tin này, nếu chưa đúng thì sửa lại cho đúng với hiện trạng của đơn vị. Thông tin về người đứng đầu đơn vị khai theo quyết định thành lập là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc chủ trì các hoạt động của đơn vị thông tin loại hình đơn vị, căn cứ vào loại hình thực tế của đơn vị để lựa chọn ô thích hợp. Lưu ý là viện kiểm sát, tòa án nhân dân được quy ước chọn mã cơ quan quản lý nhà nước. Phần thứ hai, ký hiệu là phần B của nội dung phiếu là thông tin hoạt động của đơn vị gồm có thu hoạt động của đơn vị bao gồm thu từ nguồn ngân sách nhà nước, thu từ nguồn phí lệ phí, thu được khấu trừ để lại, thu từ viện trợ và thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Số liệu để kê khai lấy từ báo cáo quyết toán thu chi ngân sách hoặc báo cáo tài chính của đơn vị thực hiện các nghị định, thông tư quy định hướng dẫn về chế độ kế toán của Bộ Tài chính. Lưu ý, ô tổng thu phải lớn hơn hoặc bằng tổng của các chỉ tiêu từ mã 02 đến 05 ở phần trong đó cộng lại. Phần chi hoạt động thường xuyên của đơn vị Phần này được kết cấu theo 5 nhóm chi phí chính bao gồm nhóm chi mua hàng hóa và dịch vụ mã số 301, nhóm chi phí dịch vụ vận tải thuê ngoài chở hàng đi bán mã 302, nhóm chi phí cho người lao động mã 303, nhóm chi phí khấu hao, hao mòn tài sản cố định mã 304, nhóm chi phí trả lãi tiền vay ngân hàng mã 305. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu với các anh chị chi tiết của 5 nhóm chi phí. Nhóm thứ nhất Nhóm chi mua hàng hóa và dịch vụ năm 2019 mã 301. Nhóm chi này bao gồm 22 câu hỏi, phân theo từng nhóm hàng hóa và dịch vụ tương ứng với 178 sản phẩm IO có thể phát sinh của đơn vị trong năm 2019. Trước khi đi vào chi tiết 22 câu hỏi, đơn vị cần kê khai tổng chi mua sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của đơn vị trong năm 2019 vào dòng mã 301 cột giá trị đây chính là toàn bộ chi phí đơn vị mua hàng hóa và dịch vụ các loại để phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị trong năm 2019, đơn vị tính là triệu đồng. Lưu ý, tổng chi này không bao gồm chi phí khấu hao hao mòn và mua sắm tài sản cố định. Từ câu 1 đến câu 22, các khoản chi được ghi theo đúng mã sản phẩm IO, cột B, giá trị triệu đồng ở cột 1 và ước tính tỷ lệ hàng hóa dịch vụ có nguồn gốc nhập khẩu đã mua để sử dụng cho hoạt động thường xuyên so với tổng chi mua hàng hóa dịch vụ đó ở cột 2. Số liệu ở cột 2 có đơn vị tính là phần trăm và giá trị thường nhỏ hơn hoặc bằng 100% và chỉ cần ghi giá trị, không cần ghi đơn vị tính. Ví dụ các anh chị ghi 40, không ghi 40%. Cách ước tính số liệu cột 2 bằng giá trị hàng hóa dịch vụ Y có nguồn gốc nhập khẩu chia cho tổng giá trị hàng hóa dịch vụ sản phẩm Y chính là giá trị ở cột 1 nhân với 100. Mã sản phẩm trong các câu hỏi không phân tổ theo danh mục ngành sản phẩm kinh tế của Việt Nam nên có thể gây khó khăn cho đơn vị. Do đó, ở các dòng sản phẩm gộp có hiển thị ký hiệu dấu hỏi chấm. Khi người trả lời di chuyển vào ký hiệu dấu hỏi chấm, một bảng thông tin chi tiết của sản phẩm sẽ mở ra hỗ trợ người trả lời xác định và lựa chọn chính xác sản phẩm cần khai. Các câu trả lời sẽ được cài đặt logic để kiểm soát việc khai phiếu. Do đó, khi bắt gặp thông báo lỗi, người khai bình tĩnh, đọc thông báo lỗi và lần theo các hướng dẫn trong thông báo để quay lại kiểm tra, chỉnh sửa nếu có sai sót hoặc ghi thông báo xác minh nếu đúng để gỡ bỏ lỗi. Ví dụ, ô tổng chi mã 301 phải bằng tổng của 22 câu hỏi chi tiết. Sau đó, nếu kết thúc khai 22 câu hỏi, chương trình báo lỗi, tổng số khác chi tiết. Cần quay lại kiểm tra mã 301 đã khai đúng chưa? Nếu đúng, tiếp tục kiểm tra lại các câu từ 1 đến 22 để chỉnh sửa sai sót. Lưu ý, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu là hàng hóa có xuất xứ nước ngoài và được nhập qua cửa khẩu Việt Nam, phải thực hiện các thủ tục nhập khẩu qua hải quan Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ không có sự chuyển dịch qua biên giới Việt Nam không được ghi nhận là hàng nhập khẩu của Việt Nam. Ví dụ, hàng hóa trong khu chế xuất giao dịch tại thị trường Việt Nam không được ghi vào hàng nhập khẩu của Việt Nam. Dịch vụ nhập khẩu là các khoản chi về dịch vụ do đơn vị thường trú của Việt Nam phải trả cho người cung cấp dịch vụ không thường trú của Việt Nam tương ứng với sản lượng dịch vụ đã tiêu dùng. Dịch vụ nhập khẩu ghi vào cột này là giá trị dịch vụ trực tiếp được sử dụng trong sản xuất sản phẩm chính không tính giá trị dịch vụ đi kèm với hàng hóa nguyên vật liệu nhập khẩu. Để thuận tiện cho việc xác định mã ngành sản phẩm khi trả lời câu hỏi chi tiết, tôi sẽ hướng dẫn tra cứu mã sản phẩm IO như sau. Ví dụ, khi người trả lời không xác định được sản phẩm bông gạc y tế trong 21 câu hỏi đầu tiên, người trả lời thực hiện các bước sau. Bước 1, tại màn hình giao diện kê khai phiếu, chọn tab câu 18 đến câu 30. Bước 2, tìm câu số 22 Ngoài các chi phí cho sản phẩm nêu trên, đơn vị còn chi mua các sản phẩm hàng hóa nào khác để phục vụ cho hoạt động thường xuyên của đơn vị không? Nhấn có. Bước 3. Nhập từ khó mô tả sản phẩm cần tìm. Bông, gạc y tế và nhấn tra cứu mã I.O. Lúc này, các sản phẩm có chứa các từ khóa, bông, gạc, y tế mà đơn vị vừa mô tả được bôi màu vàng sẽ xuất hiện. Đơn vị xác định mã sản phẩm phù hợp với sản phẩm đang cần tra cứu. Bước 4. Sau khi xác định chính xác mã ngành sản phẩm cần tìm, quay trở lại câu hỏi đang khai, trường hợp đang khai dở, để chọn mã sản phẩm, tiếp tục kê khai các thông tin tiếp theo. Lưu ý, câu 22 có thể sử dụng làm công cụ tìm kiếm mã sản phẩm khi không thể xác định mã sản phẩm trực tiếp. Trường hợp sau khi kê khai xong câu 1 đến 21, đơn vị vẫn còn chi phí chưa biết khai ở mục nào, tiếp tục sử dụng câu số 22 để khai thông tin bổ sung. Phần này sẽ được hướng dẫn cụ thể ở câu số 22. Sau đây, tôi sẽ đi vào chi tiết 22 câu hỏi của nhóm chi thứ nhất, chi mua hàng hóa và dịch vụ của năm 2019. Câu số 1, chi mua nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất chính của đơn vị trong năm 2019. Câu hỏi này chỉ hiển thị nếu đơn vị lựa chọn mã ngành sản phẩm chính ở trên thuộc một trong các ngành cấp 1 là A, nông lâm nghiệp thủy sản, B, khai khoáng, C, công nghiệp chế biến chế tạo, D, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, e cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, f xây dựng, y e, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Phần mềm sẽ tự động lọc khi đơn vị khai báo chỉ tiêu mã ngành sản phẩm chính ở phần A thông tin định danh. Câu 1 bao gồm 7 nhóm nguyên vật liệu từ mã 01 đến 84 được sắp xếp tương thích với các chi phí nguyên vật liệu đầu vào theo từng lĩnh vực chủ yếu. Cụ thể, nhóm 01, nguyên liệu là các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp như thóc khô, ngô, khoai lang, đậu tương, mía. Nhóm 02, nguyên liệu liên quan đến sản phẩm thịt và thủy sản đã qua chế biến, dầu mỡ, sản phẩm từ sữa như cá tươi, cá hộp tôm tươi, các loại thịt trâu, bò, lợn, da cầm, sữa, sữa tươi, phô mai, sữa chua. Nhóm 03, nhóm nguyên liệu liên quan đến ngũ cốc, nguyên hạt, bột, và sản phẩm từ ngũ cốc trừ bánh kẹo, sô-cô-la như gạo, bột gạo, bột mì, bột ngũ cốc các loại, mì ống, mì sợi. Nhóm thứ tư, nhóm nguyên liệu liên quan đến rau, củ, quả. Nhóm số 5, nhóm nguyên liệu liên quan đến sản xuất thực phẩm khác như đường mật, cacao, sô-cô-la, bánh kẹo, chè, cà phê, bia, rượu. Nhóm số 6, nhóm vật liệu đá, cát sỏi, xi măng, gạch ngói, thủy tinh. Nhóm số 7, nhóm vật liệu liên quan đến dầu thô khai thác, quặng kim loại, khoáng chất, khoáng phân bón, đá quý, kim cương và sản phẩm kim loại. Trường hợp mã ngành sản phẩm chính của đơn vị không thuộc các ngành trên, đơn vị sẽ bắt đầu khai từ câu số 2. Câu 2 là nhóm chi phí về tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh môi trường và tiền thuê các dịch vụ dọn dẹp, vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì tòa nhà, cảnh quan. Nhóm này gồm 6 sản phẩm tương ứng với 6 chi phí liên quan. Ví dụ, đơn vị thuê người về dọn dẹp tòa nhà hàng ngày, bảo dưỡng thang máy của tòa nhà hoặc cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên cơ quan thì chi phí thuê dịch vụ này được ghi vào câu 2. Câu 3 là nhóm chi phí dịch vụ vận tải kho bãi, gồm 9 sản phẩm tương ứng với 9 chi phí liên quan. Ví dụ, đơn vị chi mua vé tàu, vé xe khách, xe buýt, vé máy bay, vé tàu thuyền, vé phà, Lưu ý, chi phí ghi vào câu này là các loại chi phí vận tải, chi phí lưu kho lưu bãi mà đơn vị chi trả cho bên cung cấp dịch vụ theo hóa đơn biên lai hoặc thỏa thuận giữa hai bên. Không bao gồm chi phí dịch vụ vận tải phục vụ đưa đón người lao động đi làm hàng ngày của đơn vị. Nếu phát sinh chi phí này thì ghi vào mục 303, chi phí cho người lao động, mã 195, chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Câu số 4 là nhóm chi phí dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và dịch vụ ăn uống, gồm hai sản phẩm tương ứng với hai chi phí liên quan. Lưu ý, chi phí ghi vào câu này là các loại chi phí thuê khách sạn nhà nghỉ, thanh toán dịch vụ ăn uống mà đơn vị chi trả cho bên cung cấp dịch vụ theo hóa đơn biên lai hoặc thỏa thuận giữa hai bên. Cụ thể, chi phí thuê khách sạn nhà nghỉ ghi vào dòng mã số 139, dịch vụ lưu trú khách sạn nhà nghỉ không bao gồm chi phí đơn vị thuê chỗ ở cho người lao động, người lao động thường xuyên ở sinh hoạt. Nếu phát sinh chi phí này thì ghi vào mục 303 chi phí cho người lao động, mã 195 chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Chi phí thanh toán dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn ghi vào dòng mã số 140 dịch vụ ăn uống, không bao gồm chi phí đơn vị thuê dịch vụ nấu ăn, bếp ăn cho người lao động. Nếu phát sinh chi phí này thì ghi vào mục 303 chi phí cho người lao động mã 195 chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Câu số 5, nhóm chi phí dịch vụ thông tin truyền thông liên lạc như dịch vụ internet, dịch vụ chuyển phát nhanh thư từ, bưu phẩm bưu kiện, dịch vụ gửi thư, gửi bưu kiện truyền thống, tiền cáp truyền hình, ca cộng, điện thoại. Nhóm này gồm 7 sản phẩm tương ứng với 7 chi phí liên quan. Tiếp theo, câu hỏi số 6 là nhóm chi phí về dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm như phí mở tài khoản, phí chuyển tiền, phí bảo hiểm xe ô tô, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với người thứ ba. Nhóm này gồm 4 sản phẩm tương ứng với 4 chi phí liên quan. Lưu ý, không ghi lãi trả tiền vay ngân hàng vào câu số 6. Chi trả lãi vay ngân hàng được ghi ở mục số 5, chi trả tiền vay ngân hàng mã số 305. Câu số 7 là nhóm chi phí dịch vụ thuê hội trường, văn phòng, máy móc thiết bị. Nhóm này gồm hai sản phẩm tương ứng với hai chi phí liên quan. Ví dụ, khi đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo cần thuê hội trường, thuê âm thanh ánh sáng thì sẽ khai vào câu này, câu số 8 là nhóm chi phí về giáo dục đào tạo. Nhóm này gồm hai sản phẩm tương ứng với hai chi phí liên quan. Chi phí ghi vào câu này là các khoản chi phí đào tạo theo hóa đơn, thỏa thuận hợp đồng của đơn vị với đơn vị tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục, bồi dưỡng. Nếu đơn vị tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục bồi dưỡng là một đơn vị không thường trú ở Việt Nam thì coi dịch vụ này là dịch vụ nhập khẩu và tính tỷ lệ để điền vào cột tỷ lệ hàng hóa dịch vụ có nguồn gốc nhập khẩu. Câu số 9 là nhóm chi phí về thuốc và các dịch vụ khám chữa bệnh gồm 5 sản phẩm tương ứng với 5 chi phí liên quan. Lưu ý không ghi chi phí dịch vụ y tế, thuốc thang, dịch vụ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động vào câu này, nếu phát sinh chi phí này thì ghi vào mục 303 chi phí cho người lao động, mã 195 chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Câu thứ 10 là nhóm chi phí về các dịch vụ du lịch, thể thao, vui chơi giải trí, gồm 5 sản phẩm tương ứng với 5 chi phí liên quan. Đây là các loại chi phí về tổ chức tour du lịch, thuê người dẫn chương trình, thuê ca sĩ, mẫu ảnh, múa dối, các hoạt động tham quan, dã ngoại ở các khu sinh thái, bảo tồn, vườn bách thảo và các hoạt động thể thao ngoài trời, hoạt động vui chơi tập thể. Lưu ý, không bao gồm các khoản chi phí của đơn vị chi cho người lao động đi tham quan nghỉ mát hoặc các dịch vụ vui chơi giải trí. Nếu phát sinh chi phí này thì ghi vào mục 303 chi phí cho người lao động, mã 195 chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Câu hỏi số 11. Nhóm chi phí về các dịch vụ về thuê ngoài cải tạo sửa chữa nhỏ nhà cửa, vật kiến trúc, sửa chữa máy móc thiết bị như sửa laptop, đồ dùng văn phòng bị hỏng, sơn sửa, cải tạo văn phòng, trụ sở cơ quan. Nhóm này gồm 8 sản phẩm tương ứng với 8 chi phí liên quan. Câu hỏi số 12 là nhóm chi phí về các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, quản lý và điều hành văn phòng như in báo, in sách, kiến trúc, vẽ biển, tranh ảnh, thiết kế nội thất, tư vấn quản lý văn phòng, gồm 8 sản phẩm tương ứng với 8 chi phí liên quan. Câu hỏi số 13 là nhóm chi phí về các dịch vụ nghiên cứu khoa học phát triển, gồm một sản phẩm tương ứng với một chi phí liên quan. Câu hỏi số 14 là nhóm chi phí về các dịch vụ khác của đơn vị như dịch vụ lao động việc làm, dịch vụ bảo đảm an ninh an toàn, dịch vụ phục vụ cá nhân khác như dịch vụ cắt tóc, gội đầu, trang điểm tang lễ. Nhóm này gồm 9 sản phẩm tương ứng với 9 chi phí liên quan. Câu số 15 là nhóm chi phí mua nhiên liệu như xăng xe, dầu, than, khí đốt như khí ga. Nhóm này gồm 7 sản phẩm tương ứng với 7 chi phí liên quan. Câu số 16 là nhóm chi phí mua văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ như giấy, bút, kéo, dao, găng tay cao su, xăm, lốp, chai lọ, ly, cốc, gồm 11 sản phẩm tương ứng với 11 chi phí liên quan. Câu 16 có hai lưu ý. Thứ nhất, không bao gồm chi phí đơn vị mua các sản phẩm này làm quà tặng quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của đơn vị. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào mục 303, chi cho người lao động mã 195 chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Thứ hai, nếu đơn vị mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này. Câu hỏi số 17, nhóm chi phí mua lương thực thực phẩm như thịt, cá, rau củ quả, bánh kẹo, đồ uống, thuốc lá gồm 47 sản phẩm. Câu 17 có 3 lưu ý. Lưu ý thứ nhất không bao gồm chi phí đơn vị mua các sản phẩm này làm quà tặng quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của đơn vị. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào mục 303 chi phí cho người lao động, mã 195 chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Thứ hai, nếu đơn vị mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này. Thứ ba, nếu đơn vị tự tổ chức bếp ăn cho người lao động hoặc nấu nướng liên hoan tiếp khách không mang tính định kỳ thường xuyên là các khoản chi đột xuất thì đơn vị phải kê khai chi tiết các sản phẩm lương thực, thực phẩm đã mua vào câu này. Câu hỏi số 18 là nhóm câu hỏi về chi phí trang phục, quần áo, giày dép và các sản phẩm liên quan đến trang phục. Câu này gồm 5 nhóm sản phẩm. Đây là khoản chi phí đơn vị chi mua các loại sợi, vải, các loại thảm, khăn chảy bàn, ga giường, chăn, đệm, quần áo, giày dép để phục vụ hoạt động của đơn vị. Lưu ý, không bao gồm chi phí đơn vị mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của đơn vị. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào mục 303, chi cho người lao động, mã 195, chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Nếu đơn vị mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này. Nếu trang phục quần áo giày dép là các loại trang phục quần áo bảo hộ, quần áo đồng phục hoặc quần áo đặc trưng chỉ mặc ở nơi làm việc như quần áo bảo hộ lao động, cứu hỏa cứu thương, vệ sinh môi trường, trang phục của y bác sĩ thì cũng được ghi ở câu này. Câu hỏi số 19 là nhóm chi phí về các thiết bị điện, điện tử, linh kiện điện tử, đồ gia dụng gồm 9 nhóm sản phẩm. Đây là khoản chi phí đơn vị chi mua các sản phẩm dân dụng như TV, loa đài, tủ lạnh, dây điện, các thiết bị chiếu sáng, phục vụ hoạt động của đơn vị. Lưu ý, không bao gồm các chi phí đơn vị mua các sản phẩm này làm quà tặng quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của đơn vị. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào mục 303, chi phí cho người lao động, mã 195, chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Nếu đơn vị mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này. Câu hỏi số 20 là nhóm chi phí về máy móc phụ tùng phương tiện vận tải như máy in, máy photocopy, máy điều hòa, gồm 5 nhóm sản phẩm. Câu số 20 có 3 lưu ý. Lưu ý thứ nhất, không bao gồm chi phí đơn vị mua các sản phẩm này làm quà tặng quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của đơn vị. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào mục 303 chi phí cho người lao động mã 195 chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương. Lưu ý thứ hai, nếu đơn vị mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này. Lưu ý thứ ba, nếu đơn vị hạch toán các khoản này vào tài sản cố định thì không khai các loại chi phí đó vào câu này. Câu hỏi số 21 là nhóm chi phí về các sản phẩm hàng hóa khác như đá, cát, sỏi, xi măng, sản phẩm quặng, sản phẩm kim loại, hóa chất, phân bón, gồm 12 nhóm sản phẩm. Câu hỏi số 22. Đây là câu hỏi mở giúp hỗ trợ người trả lời xác định mã ngành khi gặp khó khăn và bổ sung các thông tin còn thiếu chưa hiển thị ở 21 câu hỏi trên. Với chức năng hỗ trợ xác định mã ngành đã được tôi trình bày ở phần trên. Chức năng bổ sung thông tin thiếu, trường hợp đơn vị đã khai hết các thông tin đã hiển thị ở câu 1 đến 21 nhưng vẫn còn một số khoản chi phí chưa biết khai vào mục nào, đơn vị có thể sử dụng câu 22 để khai bổ sung. Khi đơn vị chọn câu trả lời số 2 không, kết thúc câu 22 chuyển sang câu tiếp theo. Khi đơn vị chọn câu trả lời 1 có, phần mềm sẽ mở tiếp tục các dòng để đơn vị tiếp tục mô tả sản phẩm, lựa chọn mã ngành, ghi giá trị khoản chi, ghi tỷ lệ nguyên vật liệu có nguồn gốc nhập khẩu nếu có. Nếu đơn vị chọn mã sản phẩm trùng với mã sản phẩm đã được khai ở các câu từ số 1 đến 21, chương trình sẽ đưa ra cảnh báo, mã sản phẩm này đã có giá trị tại câu XX đơn vị có muốn sửa lại giá trị của câu này không? Nếu đơn vị nhấn có, thì hệ thống sẽ thoát ra ngoài màn hình để đơn vị tìm câu số xx và khai lại. Nếu đơn vị nhấn không, thì hệ thống sẽ để đơn vị khai trực tiếp giá trị của sản phẩm tại câu số 22. Như vậy, tôi vừa trình bày xong nhóm 1 của phần chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Tiếp theo là nhóm thứ hai của phần chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Nhóm chi phí dịch vụ vận tải thuê ngoài chở hàng đi bán, mã số 302. Câu hỏi này chỉ hiển thị nếu đơn vị lựa chọn mã ngành sản phẩm chính ở trên thuộc một trong các ngành cấp 1 là A. Nông lâm nghiệp thủy sản, B. Khai khoáng, C. Công nghiệp chế biến chế tạo, D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, F. Xây dựng, Y. Dịch vụ lưu trú và ăn uống. Phần mềm sẽ tự động lọc khi đơn vị khai báo chỉ tiêu mã ngành sản phẩm chính ở phần A, thông tin định danh. Câu này gồm 4 loại chi phí vận tải hàng hóa theo các ngành đường có khả năng phát sinh như đường sắt, đường bộ, đường ống, đường thủy, đường hàng không. Nhóm chi phí thứ 3 của phần chi hoạt động thường xuyên của đơn vị là nhóm chi phí cho người lao động, mã 303, bao gồm các chi phí được chi trả trực tiếp và gián tiếp cho người lao động, người lao động có thể được hưởng trực tiếp như các khoản tiền công, tiền lương, tiền ăn ca và hưởng gián tiếp như các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, kinh phí công đoàn. Bên cạnh các khoản chi bằng tiền mặt cho người lao động, các khoản chi bằng hiện vật cũng được ghi vào mục này như áo dài, đồng phục công sở, ô tô đưa đón người lao động đi làm, chỗ ở cho người lao động. Cụ thể, tiền công, tiền lương, mã số 183, bảo hiểm xã hội, mã số 184, bảo hiểm y tế, mã số 185, bảo hiểm thất nghiệp, mã số 186, bảo hiểm con người, mã số 187, kinh phí công đoàn, mã số 188, chi khác cho người lao động nằm trong quỹ tiền lương cấp bậc chức vụ, phụ cấp lương, mã số 189, tiền lưu trú, phụ cấp đi đường trong công tác phí, mã số 190, tiền bồi dưỡng báo cáo viên trong hội nghị, chi tiếp khách, mã số 191, tiền thưởng chưa nằm trong quỹ lương, mã số 192, chi ăn trưa, K3, mã số 193, gồm các khoản chi ăn trưa, K3, hỗ trợ cho người lao động và các khoản chi ăn uống, liên hoan, mang tính chất định kỳ thường xuyên của đơn vị như chi liên hoan mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 hàng năm. Chi trang phục bảo hộ lao động dùng trong cả sản xuất và sinh hoạt mã số 194 như trang phục đồng phục nơi công sở, trang phục áo dài, áo sơ mi, quần âu, áo vest. Chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương mã số 195 là các khoản chi khác cho người lao động đã ghi chú trong từng câu hỏi ở trên như chi đưa đón người lao động đi làm hàng ngày, chi thuê chỗ ở cố định cho người lao động, chi thuê dịch vụ nấu ăn, bếp ăn cho người lao động chi y tế thuốc thang cho người lao động, chi mua quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của đơn vị. Nguồn thông tin tổng hợp chi phí cho người lao động có thể tham khảo tại thông tư 107-2017 của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10 năm 2017 và thông tư số 79 năm 2019 của Bộ Tài chính. Nhóm chi phí thứ tư của phần chi hoạt động thường xuyên của đơn vị là chi khấu hao, hao mòn tài sản cố định, mã 304, là các khoản đơn vị trích khấu hao hoặc hao mòn tài sản cố định của đơn vị trong năm. Nguồn thông tin tham khảo thông tư 107 của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10 năm 2017 và thông tư số 79 của Bộ Tài chính năm 2019. Nhóm chi cuối cùng của năm mục chi trong phần chi hoạt động thường xuyên của đơn vị là chi trả lãi tiền vay ngân hàng mã số 305. Tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu nội dung thứ ba của thông tin về hoạt động của đơn vị. Thặng dư thâm hụt của đơn vị mã 306 là giá trị chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi của đơn vị trong năm 2019, nếu thặng dư thì ghi dấu cộng, thâm hụt thì ghi dấu trừ. Nội dung thứ tư của thông tin về hoạt động của đơn vị là trợ cấp sản xuất từ nhà nước mã 307, bao gồm trợ cấp hàng hóa và dịch vụ, trợ giá cước vận chuyển, trợ cấp hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, trợ cấp quỹ lương, trợ cấp để giảm ô nhiễm và các loại trợ cấp khác. Nội dung thứ 5 của thông tin về hoạt động của đơn vị là các khoản nộp ngân sách nhà nước mã 308 bao gồm thuế VAT hàng nội địa, thuế VAT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên. Lưu ý, không bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nội dung thứ 6 cũng là nội dung cuối cùng của thông tin về hoạt động của đơn vị là chi phúc lợi xã hội mã 309 bao gồm phúc lợi an sinh xã hội, phúc lợi trợ giúp đảm bảo xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động như chi hỗ trợ người có công với cách mạng, ủng hộ người nghèo, đồng báo lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam. Lưu ý không bao gồm các khoản đóng góp của người lao động cho chi phúc lợi xã hội. Phần thứ tư là một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình thu thập thông tin. Đây cũng là phần cuối cùng trong bài trình bày của tôi. Thứ nhất, đối với các khoản chi công tác phí, đơn vị cần tách riêng chi tiền tàu xe máy bay trả cho người cung cấp dịch vụ ghi vào dòng tương ứng của câu 3, thanh toán dịch vụ vận tải kho bãi, mã số 129, 131, 133, 135. Tiền thuê khách sạn, nhà nghỉ trả cho người cung cấp dịch vụ ghi vào câu số 4, dịch vụ khách sạn nhà nghỉ mã 139. Tiền phụ cấp lưu trú được ghi vào mục 303 chi cho người lao động mã 190. Nếu đơn vị khoán toàn bộ công tác phí cho người lao động không chi tiết tiền tàu xe, tiền phòng nghỉ, tiền ăn thì toàn bộ khoản khoán công tác phí này được ghi vào mã 303 chi cho người lao động mã 190. Trường hợp khoán công tác phí nhưng người lao động vẫn thanh toán bằng hóa đơn ghi nhận chi phí tương ứng theo hóa đơn, phần người lao động nhận được bằng tiền ghi vào thu nhập của người lao động mục 303 chi cho người lao động mã 190. Thứ hai, đối với các khoản chi hội nghị, đơn vị cần tách riêng chi in tài liệu ghi vào câu số 12 chi dịch vụ tư vấn hỗ trợ hoạt động kinh doanh mã mục 66. Tiền vé máy bay, tàu xe ghi vào các dòng tương ứng của câu 3 thanh toán dịch vụ vận tải mã 129, 131, 133, 135. Tiền thuê phòng nghỉ ghi vào câu số 4, dịch vụ khách sạn nhà nghỉ mã 139. Tiền thuê hội trường phương tiện vận tải ghi ở câu số 7, chi thuê hội trường văn phòng máy móc thiết bị mã 151 159. Tiền bồi dưỡng giảng viên báo cáo viên ghi vào mục 303 chi cho người lao động mã 191. Thứ ba là chi ăn trưa K3. Nếu đơn vị phát tiền ăn, mua suất ăn cho cán bộ nhân viên hoặc đơn vị chi cho ăn uống tại nhà hàng, khách sạn nhân các dịp liên hoan, lễ kỷ niệm, mang tính định kỳ thường xuyên thì ghi vào mục 303 chi cho người lao động, mã số 193, chi ăn trưa, ăn ca. Nếu đơn vị tự tổ chức nấu ăn trưa, ăn ca tại cơ quan, ghi vào câu 17 chi về lương thực, thực phẩm, đồ uống và chi tiết các khoản chi về lương thực, thực phẩm với các mã tương ứng. Lưu ý thứ tư, đối với các đơn vị giáo dục, đào tạo, nếu đơn vị tổ chức bếp ăn để nấu ăn trưa cho học sinh, sinh viên thì coi như đó là một khoản thu hộ, chi hộ của đơn vị và không tính vào chi phí hoạt động của đơn vị. Do vậy, đơn vị sẽ không khai vào phiếu này. Trên đây là toàn bộ nội dung và hướng dẫn ghi phiếu cũng như một số lưu ý đối với phiếu số 03. Trân trọng cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi.